Ngày 12 tháng 4, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Denis Flory tuyên bố sự cố phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản hoàn toàn khác so với thảm họa Chernobyl tại Ukraine hồi năm 1986. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Tổng Giám đốc Flory khẳng định sự cố tại Fukushima hoàn toàn khác so với sự cố tại Chernobyl. Về lý thuyết, hai vụ nổ này khác nhau hoàn toàn. Một vụ xảy ra khi lò phản ứng đang hoạt động và lò chứa đã phát nổ, khiến lượng phóng xạ nồng độ cao bay ra ngoài và phát tán rộng rãi. Tuy nhiên, các lò phản ứng ở nhà máy Fukushima số 1 đã ngừng hoạt động ngay lập tức sau khi thảm họa kép động đất gây sóng thần xảy ra hôm 11 tháng 3. Chính quyền Nhật Bản đã cho biết, lượng phóng xạ phát tán từ nhà máy Fukushima số 1 đến nay chỉ ở mức 10% so với lượng phóng xạ phát tán trong thảm họa Chernobyl 25 năm về trước. Trong một diễn biến khác, Cục trưởng Cục Phòng chống phóng xạ thuộc Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân Pháp cũng cho rằng, tuy sự cố tại Fukushima là nghiêm trọng, nhưng nó không thể sánh được với thảm họa Chernobyl. Ông này cho biết, lượng phóng xạ rò rỉ ra ngoài vào thời điểm trầm trọng nhất là trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 21 tháng 3, chỉ bằng 1/10 so với lượng phóng xạ tại Chernobyl. Thảm họa kép động đất gây sóng thần tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 vừa qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, mà còn kéo theo một sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện Fukushima số 1. Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản ngày 12 tháng 4 đã quyết định nâng mức độ nguy hiểm của sự cố hạt nhân tại nhà máy này từ cấp 5 lên cấp 7 theo thang đo sự cố hạt nhân 7 cấp của cấp độ sự kiện hạt nhân quốc tế. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản tin rằng lượng phóng xạ lũy kế từ nhà máy này vẫn thấp so với thảm họa Chernobyl. Cùng ngày, Liên minh châu Âu đã hối thúc Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận của Côte d'Ivoire là ông Alassane Ouattara phải thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để giúp chèo lái quốc gia đi đúng hướng, đồng thời cam kết ủng hộ chính quyền mới tại nước này. Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Ouattara, chúc mừng ông này đảm nhận các trách nhiệm, đồng thời đề xuất hỗ trợ cho các nỗ lực thống nhất đất nước và khôi phục an ninh. Tổng thống Obama đã thảo luận với ông Ouattara về tầm quan trọng của việc tái thiết các mối quan hệ thương mại nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân ở Côte d'Ivoire, quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới. Trước đó, ngày 14 tháng 4, các lực lượng của ông Ouattara đã bắt giữ Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 12 tháng 4 đã lên đường tới Trung Đông để tham dự các hội nghị về Libya và sau đó sẽ có chuyến công du tới Nga cùng một loạt quốc gia ở khu vực Đông Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary và Ukraine. Tại Ukraine thì dự kiến ông Ban Ki-moon sẽ dừng chân tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc ông Farhan Haq cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của nhóm tiếp xúc về Libya khai mạc ngày hôm nay 13 tháng 4 tại thủ đô Doha của Qatar. Ông cũng sẽ chủ trì cuộc họp của các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan đến tình hình Libya sẽ diễn ra ngày mai tại trụ sở của Liên đoàn Ả Rập ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Ngày 15 tháng 4, Tổng thư ký Ban Ki-moon lên đường tới Séc gặp gỡ ban lãnh đạo nước này trước khi tới Budapest thăm Hungary. Trong chặng dừng chân tiếp theo tại Ukraine, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Kiev về sử dụng an toàn và có đổi mới năng lượng hạt nhân và thăm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũng như hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Viktor Yanukovych. Moscow sẽ là chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thư ký Ban Ki-moon trong chuyến công du này. Khoang tàu vũ trụ mang ký hiệu Vostok 3KA2 đã được bán với giá gần 3 triệu đô la Mỹ cho một doanh nhân người Nga trong một phiên đấu giá ngày 12 tháng 4 tại thành phố New York của Mỹ, nhân kỷ niệm nửa thế kỷ lần đầu tiên con người chinh phục quỹ đạo trái đất. Nhà bán đấu giá nổi tiếng Sotheby's ở London, Anh đã quyết định bán khoang tàu du hành mang ký hiệu Vostok 3KA2 từ thời Liên Xô cho doanh nhân người Nga Evgeny Yovsenko, chủ tịch quỹ đầu tư A.S. Popov, với giá 2,88 triệu đô la Mỹ. Trước đó, khoang tàu được ước tính sẽ bán với giá từ 2 đến 10 triệu đô la Mỹ trong thường vụ này. Ông Yovsenko cho biết, với sự hỗ trợ và tham gia của Sotheby's, ông rất hồi hộp được mua lại khoang tàu Vostok này và đưa nó trở lại nước Nga. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi được thực hiện vào đúng ngày 12 tháng 4 năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm ngày con người đầu tiên bay vào vũ trụ. Tàu Vostok 3KA2 là phiên bản của tàu Vostok 3KA3, phương tiện đã đưa nhà du hành Yuri Gagarin vào không gian.
Tàu 3KA2 được phóng lên vũ trụ 20 ngày trước khi con tàu đưa nhà du hành Gagarin lên đường. Nó mang theo một mô hình mô phỏng nhà du hành vũ trụ, được đặt tên là Ivan Ivanovich, cùng một chú chó mang tên Zvenochka, tức ngôi sao nhỏ, lên quỹ đạo và trở về trái đất. Mô hình còn lại của tàu Vostok 3KA3 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Sáng chế Tên lửa ở gần thủ đô Moscow của Nga. Chủ nhân mới của Vostok 3KA2 hy vọng khoang tàu này sẽ được đặt ở đúng vị trí của mình trong Bảo tàng Quốc gia, tôn vinh lịch sử hình thành chương trình không gian của Nga. Phần tin thể thao đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.